Ngay từ hồi đêm, tôi đã nâng quyết tâm và tự nhủ thầm, phải làm được một điều gì để không ngượng với tấm thân trai khi đất nước còn trong cảnh chia hai xẻ ba như thế này. Đã ra đi, bằng mọi giá, mọi cách phải đến bờ, dù chẳng hay ho thì cũng phải hung hăng được một vài. Khi chúng tôi ra đến bến cũ trong biệt khu hải quân, đã 11:30, mặt trời gần đứng bóng. Chiếc hải thuyền vẫn đậu bến xưa một mình trong chỗ hẻo lánh của biệt khu. Ngay từ còn xa, thoáng thấy xe Phan và tôi đến, dưới thuyền đã lố nhố mấy anh thủy thủ quen mặt, quần áo nâu sồng, nét mặt người nào cũng tươi tỉnh như khung trời Đà Nẵng. Khi xe ngừng hẳn, một anh đã quen như lần trước vội chạy lên bờ, xách chiếc ba lô và vật dụng của tôi xuống. Chỉ mới một lần cùng chia sẻ hiểm nguy mà tình thân thương đồng đội đã nhanh chóng nảy mầm giữa tôi và các anh, các bác. Những chiếc bắt tay nồng hậu, những ánh mắt long lanh gần gũi như ruột thịt anh em, bến cũ người xưa, công việc làm lại. Nhớ lại ban sáng, khi tôi đưa bản quy ước đón tôi đã khẳng quyết vào ba đêm 22, 23 và 24 của tháng 6. Mỗi đêm 2 tiếng, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, đổ bộ ở điểm nào sẽ đón ở điểm đó. Phải phòng hờ 3 đêm để dự trù trước những trục trặc trở ngại về phía tôi là chính. Có thể nhỡ xe, nhỡ tàu, trốn chạy, vân vân. Nghĩa là trăm ngàn thứ chưa thể biết trước được. Theo quy định, cứ từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, trong 3 đêm ước định, tôi sẽ dùng chiếc máy con hồng ngoại tuyến, hình dạng giống như cái ống nhòm hai ống kính, chạy bằng pin, dùng máy này nhìn ra ngoài biển. Chiếc máy cứ 1 phút nháy sáng lên một lần, ánh sáng màu hồng xanh. Tia nháy này thật nhỏ, thậm chí trong đêm tối, nếu có người chỉ đứng cách xa 10 thước cũng không thấy gì. Thường ở ngoài khơi, cách xa hàng chục cây số, trong đêm tối cũng dùng loại máy này nhìn vào bờ, sẽ nhìn thấy điểm sáng lóe lên xanh như làn chớp, từ đó thuyền theo điểm nháy sáng mà vào. Tôi có cảm tưởng, chúng tôi như những cô nàng và những anh chàng đom đóm bật tín hiệu để tìm nhau trong đêm khuya. Chỉ có khác là khoảng cách quá gần và quá xa. Tôi đang bần thần nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn những người thủy thủ đang mỗi người một việc chuẩn bị cho con thuyền sắp rời bến. Ông Phan đứng nói chuyện với ông già thuyền trưởng, quay lại khẽ đập lên vai tôi cười. Làm gì mà mặt thần ra thế? Tôi quay lại cũng cười, nói với Phan mà cũng như nói với cả ông già. Tôi linh cảm thấy chuyến đi này dứt khoát phải đến bờ. Cả hai, ông già và Phan cùng cười, rồi không ai bảo ai, đều ngẩng nhìn lên trời, đầu hơi gật gật như thừa nhận lời tôi nói là có giá trị. Chẳng hiểu vì quên hay cố ý, lần này Phan lên bờ không bắt tay tôi, chỉ đứng giơ tay vẫy vẫy khi con thuyền từ từ quay mũi rời bến. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Chuyến Đi Định Mệnh. Tư của con người thật cũng lạ. Mới khi ra đây, tôi thấy lòng thanh thoát lâng lâng. Vậy mà lúc con thuyền rời bến, thấy Phan đứng trên bờ với chiếc xe jeep. Bóng dáng Phan mặc quần áo trắng nốt, nổi bật giữa màu xanh của cỏ cây. Tôi cảm thấy ngút ngàn xa vời vợi, như hình ảnh của cả miền Nam cũng mất dần, mất dần. Nhất là lúc đó,
một giọng hát trữ tình của một người con gái phát ra từ chiếc radio nào đó của mấy dãy doanh trại phía mé sông, đang nỉ non réo rắt tải dài trên sông nước buổi trưa hè. Tôi không biết bản nhạc này, nhưng không hiểu sao tôi đã nghe bản nhạc đó không bằng tay mà bằng nội tâm, lúc như tha thiết nhắn nhủ, lúc như oán trách giận hờn, giống như một bài ca tôi thuộc. Thuyền đã xa xa, tiếng hát của chiếc máy phát thanh chỉ còn văng vẳng lẫn vào tiếng máy thuyền. Tự nhiên, mắt tôi nhắm lại, tay tôi bó chặt vào mũi thuyền, rồi như có tiếng hát khác âm vang từ đáy lòng. Tôi tưởng tai tôi nghe rõ. Mặt trời đã xế về hướng Tây, vài con hải âu trắng toát đang chao đảo ngang dọc trên nền trời xanh lơ. Thỉnh thoảng, một con lại bay xà xuống, lướt qua mạn thuyền. Chiếc mỏ ngút ngắt nghiêng ngó, nửa như muốn ngừng đáp xuống, nửa như muốn chào tiễn biệt con thuyền viễn xứ. Nhìn về phương nam mờ mờ chân mây, vài vạt mây màu vàng óng nằm phơi dài trên mặt nước. Không khí chiều hè trên đại dương vẫn ẩm sệt, hăng hăng mặn mặn. Bóng chiều của chiếc thuyền ngã dài và nhọn quắc như một con dao đang phạt băng băng những ngọn sóng bạc đầu. Gió càng về chiều càng lộng, khiến cho con thuyền càng nhấp nhô lên xuống. Trong sách vở trước đây, các văn nhân thi sĩ tả cảnh hoàng hôn trên biển cả thật là tuyệt vời. Tôi có ý định sẽ cứ đứng mãi như thế này, để chờ cho mặt trời chìm dần và lặn sâu xuống nước xem như thế nào. Nhưng người tôi đã nôn nao ngất ngư bởi con thuyền rồi. Vì vậy, tôi đành bỏ cái dịp ngàn năm một thuở đối với tôi này, để chui vào khoang thuyền nằm bẹp. Lúc tôi đang chuẩn bị cái thế để nằm sao cho đỡ say sóng, thì anh thợ máy, hai tay đang nhẽm dầu mỡ, từ dưới hầm thuyền chui lên. Nhìn chiếc lưng và đôi bàn tay đồ sộ của anh, tôi đang định nở một nụ cười để chào anh tạc răng dễ mến lần trước. Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi anh quay lại nhìn tôi. Anh có một khuôn mặt trẻ măng với một thân hình lực lưỡng đầy sinh lực. Anh ngập ngừng, hơi mất tự nhiên. Một anh thủy thủ đang ngồi giữa một góc khoang đọc sách, có lẽ từ nãy đã thấy được vẻ ngạc nhiên của tôi. Nên dù tôi chưa hỏi, anh đã hất hàm về phía anh thợ máy, giọng Nghệ An nghe như hát. Anh lần trước vì có chuyện gia đình, nên không đi. Đây là em trai của anh ấy. Thảo nào, như cùng đúc trong một chiếc khuôn, không những giống nhau về cơ thể, mà lại còn cả về nét chất phác hiền lành. Tôi mỉm cười và gật đầu chào, như muốn trao anh niềm cảm mến. Tôi muốn nói chuyện với anh nhiều, như một cơn sóng giật chiếc thuyền làm tôi đổ nằm xuống. Tôi đành nằm bẹp luôn. Một đêm rồi lại một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn giả dụi nằm im trong khoang, vừa say sóng lại vừa không ăn gì. Tôi chỉ uống được 2 ly sữa. Tôi chỉ nhớ mơ hồ vào lúc buổi trưa hôm nay, tuy thuyền đi trên mặt biển chỉ có trời với nước mênh mông.